Chào các bạn, trong thực tế khi đi khảo sát, chúng ta rất hay bắt gặp những địa hình đặc biệt khó đo đạc, dẫn tới việc chúng ta đo thưa điểm hơn nên mô hình khảo sát có độ chính xác chưa cao. Vì thế, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng mô hình hiện trạng qua những địa hình đặc biệt khi chỉ đo được một số điểm. Ví dụ ở đây là địa hình có ao hồ. Chúng ta có bản vẽ bình đồ các điểm đo sau khi khảo sát. Với địa hình khu vực ao hồ, khi đo đạc trên bờ thì ta có thể đo dày điểm. Nhưng khu vực chân ta luy và đáy ao, do nước ngập sâu nên việc đo đạc khá là khó khăn. Chúng ta có thể thấy điểm ở trong ao khá là thưa, nên nếu xây dựng mô hình chỉ bằng những dữ liệu này thì độ chính xác sẽ chưa được cao. Để minh chứng thì đầu tiên ta đi xây dựng mô hình. Phần chân ta luy ao thực tế sẽ cách bờ ao một khoảng tương đối theo đường bao như thế này. Ta sẽ vẽ khoảng hai mặt cắt địa hình để kiểm tra. Sử dụng lệnh mặt cắt địa hình. Chúng ta có thể thấy vì dữ liệu điểm quá thưa nên mô hình ao xây dựng chưa được chính xác. Ở mặt cắt địa hình, phần chân ta luy ao tại vị trí này cách bờ khoảng 15 đến 16 mét. Mặt cắt này nó sẽ phải kiểu như thế này. Để xây dựng được mô hình chính xác hơn thì ta đi thêm các đứt gãy phần chân ta luy ao và mép bờ vào trong mô hình. Gắn cao độ cho chân ta luy và mép bờ ao. Thêm đứt gãy, xây dựng lại mô hình địa hình. Vẽ lại mặt cắt địa hình để kiểm tra. Và kết quả sau khi thêm các đứt gãy vào mô hình thì ta được các mặt cắt tương đối sát với thực tế. Tiếp theo, ta vẽ thể hiện ta luy trên bình đồ. Sử dụng lệnh tắt VTL để vẽ ta luy. Lựa chọn điểm bắt đầu vẽ và điểm kết thúc vẽ. Hiệu chỉnh ta luy, lệnh ETL. Phần hướng dẫn hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.